Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng 18 Cúp Quốc gia mùa giải 2023-2024 đã chính thức khép lại và kết quả các trận đấu nhìn chung thì cũng không phải là quá bất ngờ khi mà những đội bóng được đánh giá cao hơn và có những cái lợi thế sân nhà của mình thì cũng đã có được kết quả thuận lợi. Và đến thời điểm hiện tại thì ban tổ chức đã xác định ra được 8 đội bóng mạnh nhất giành vé vào vòng tứ kết rồi. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video và đưa ra những cái bình luận đánh giá của mình về kết quả của vòng 18 cũng như dự đoán về tỷ số của vòng tứ kết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 3 thì đã diễn ra các trận đấu ở vòng 18 Cúp Quốc gia mùa giải 2023-2024. Trong ngày 12 tháng 3 thì PVFC AND đã có chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai trên sân nhà của mình. Trong khi đó thì Thanh Hóa mặc dù không được sử dụng ngoại binh ở trận đấu này nhưng mà họ đã có chiến thắng 3-0 trước Phủ Đồng Ninh Bình. Tương tự là trường hợp của Hà Nội FC, với cái lợi thế sân nhà của mình thì đội bóng của huấn luyện viên Đại Kỳ đã có chiến thắng 2-1 trước đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng mà sau đó đã bị gỡ. Thực sự mà nói thì trong hiệp thi đấu thứ hai thì đội bóng của huấn luyện viên Đại Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn và họ rất là khó khăn mới có được chiến thắng 2-1 trước Hà Tĩnh. Tương tự cũng như là trường hợp của Hải Phòng, Hải Phòng khi mà gặp Quảng Nam thì cũng đã có được 2 bàn thắng dẫn trước nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ có được chiến thắng 2-1 thôi. Và nếu như mà Quảng Nam họ mà không đen ấy thì họ cũng đã có bàn gỡ hòa 2-2 rồi đấy. Tuy nhiên thì đây là trận đấu mà nếu như xét chung về cả toàn cục thì Hải Phòng là đội xứng đáng giành chiến thắng hơn. Vào ngày 13 tháng 3 này trên sân Long An đã thất bại 1-3 trước Bình Dương. Đây là kết quả không bất ngờ đối với nhiều người bởi vì Bình Dương đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Mặc dù không sử dụng ngoại binh ở trận đấu này vì đối đầu với đội bóng ở hạng thấp hơn nhưng mà Bình Dương vẫn chơi tốt. Những bàn thắng của Vi Hào, của Tiến Linh và Hải Huy đã giúp cho Bình Dương giành thắng với tỷ số 3-1 để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trên sân nhà của mình, Sông Lam Nghệ An cũng không được sử dụng ngoại binh khi đó sức với Đà Nẵng thì đây là cái mất mát rất lớn đối với đội bóng xứ Nghệ. Vì vậy mà cái dàn cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An khi gặp Đà Nẵng cũng không áp đảo được quá nhiều về mặt thế trận. Họ bị thua trước, sau đó phải dâng đội hình lên rất cao để mà tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và đây là trận đấu mà Đà Nẵng đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Tương tự là trên sân Quy Nhơn thì Bình Định cách đây ít ngày đã có chiến thắng 2-1, ngược dòng chiến thắng 2-1 trước Nam Định ở V-League. Nhưng mà ở cái lần tái ngộ này thì Nam Định họ đã hạn chế tối đa những cái sai lầm, họ đã bắt bài được Bình Định và giành được chiến thắng với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất cho công của Henrio. Thì thực ra mà nói thì cái chiến thắng này của Nam Định nó cũng thuyết phục thôi, dù là xít sao nhưng mà người ta cho thấy Nam Định được cái đẳng cấp và cái phong độ cao của Nam Định đang được duy trì. Và một trận đấu được coi là trận chung kết sớm đó là màn so tài của Thể Công Viettel với Công an Hà Nội. Đây là trận đấu mà mỗi đội chơi hay trong một hiệp. Hiệp 1 là hiệp của Công an Hà Nội khi mà chơi áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là những tình huống đá phạt rất là nguy hiểm. Nhưng mà Công an Hà Nội cũng đã không tận dụng được để mà ghi bàn trước. Sau đó sang hiệp thi đấu thứ hai thì Thể Công Viettel đã chơi cực kỳ ấn tượng, họ đã lột xác. Họ chơi rất là hay và khiến cho hàng phòng ngự của Công an Hà Nội gặp khó khăn. Và ngoại binh mới đến của Viettel là người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này. Nếu như ở trận đấu này mà có va thì có lẽ là bàn thắng của Danh Trung đã được công nhận và tỷ số là 2-0 cơ, chứ không phải 1-0. Như vậy là 8 đội bóng giành vé ở tứ kết ở Cúp Quốc gia năm nay thì Thuật Thể Thao đã nhận định và dự đoán đúng cả 8 đội giành vé đi tiếp. Rất là may mắn, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và theo cái lịch và cái phân nhóm đây ấy, thì cái vòng tứ kết sẽ là cuộc so tài của Hà Nội FC với Đà Nẵng này, của Thể Công Viettel với PVF CND, Nam Định với Bình Dương, Thanh Hóa với Hải Phòng. Cái nhánh bên trái là cái nhánh mà hai đội bóng ở V-League sẽ gặp hai đội bóng ở giải hạng nhất, cho nên sẽ không được sử dụng ngoại binh. Mặc dù vậy thì với cái thực lực của Thể Công Viettel với như Hà Nội FC thì ngay cả khi không sử dụng ngoại binh thì họ nếu như chơi đúng sức thì họ vẫn có thể đánh bại được hai đội bóng ở giải hạng nhất mà thôi. Và theo cái phân nhóm bốc thăm ấy thì Hà Nội FC cũng như là Thể Công Viettel thì lại được đá trên sân nhà. Đấy. Bên phía bên kia thì Nam Định với Bình Dương thì sẽ đá trên sân của Nam Định, trên sân nhà. Thanh Hóa cũng đá sân nhà, Bình Dương Hải Phòng phải đá sân khách. Thì cái lịch thi đấu cụ thể ở vòng đấu tứ kết thì chưa có, Thuật Thể Thao sẽ thông tin tới quý vị ngay sau khi mà có cái lịch thi đấu của vòng tứ kết. Và đương nhiên rồi, khi mà có lịch thi đấu và trước 2 ngày thì các trận đấu diễn ra thì Thuật Thể Thao sẽ nhận định về các cặp đấu này. Bởi vì khi đến thời điểm đó thì chúng ta nhận định nó mới chuẩn xác được, chứ còn nhận định sớm quá thì nó cũng hơi khó đoán và nó lực lượng nó chưa có trong tay thì khó dự đoán chuẩn được.
Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Quý vị các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thể Thao để liên tục nhận những cái thông tin mới nhất về lịch thi đấu, về bảng xếp hạng, kết quả bóng đá cũng như là cái thông tin bóng đá trong nước và quốc tế được Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày ạ. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chúc mọi người một ngày mới thật nhiều năng lượng, làm việc và học tập hiệu quả nhất có thể. Xin hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong chương trình live stream diễn ra vào tối nay ạ. Xin cảm ơn mọi người.